Ok, Tết nên bật chế độ nghỉ lễ hay là off shop, hay nên duy trì shop hay là bán xuyên 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 Tết này kia, thì cái này thì tùy theo chiến lược của mỗi người thôi, tùy theo chiến lược của mỗi shop thôi, chứ không thực sự là nó không có cái chuyện là chẳng hạn là bây giờ mình off shop là mình sai, hay là mình bán xuyên shop là mình không đúng này kia, không có như vậy, tùy theo chiến lược của mỗi shop. Chẳng hạn có nhiều anh chị sẽ có tư duy là chúng ta nghĩ là bây giờ cả năm chúng ta cày rồi, thì bây giờ chẳng hạn như là dịp Tết là dịp chẳng hạn như chúng ta cho nhân viên về nghỉ ọp để họ về thăm gia đình, họ về chơi gia đình của họ, hay là chúng ta cũng vậy luôn, dành một thời gian, cái khoảng thời gian riêng về dịp Tết để chúng ta có thể dành trọn thời gian cho gia đình, hay là đi chơi đi đó đi này đi kia, để cho nhân viên ọp nghỉ để thoải mái hơn, để có năm sau làm việc nó được ok hơn, lấy được lại được nguồn năng lượng, tại vì nói chung là mình kiếm tiền rồi mình cũng để là mình để mình hưởng thụ đúng không, chứ không phải là suốt năm kiếm tiền rồi Tết cũng phải kiếm tiền nữa. Ok, hoặc là có một số anh chị chúng ta sẽ có tư duy là bây giờ chẳng hạn như là bây giờ tôi phải bán hàng xuyên Tết luôn, là chúng ta là bây giờ tôi muốn kiếm tiền nữa chẳng hạn như vậy, thì nó không có nào đúng không có nào sai hả, quan trọng là cái chiến lược của chúng ta, của shop chúng ta như nào và chúng ta tối ưu như nào thôi. Nhưng mà để làm được cái việc này à, làm được cái việc này theo chiến lược chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ bán xuyên Tết hay là chúng ta sẽ off shop gì đó, chúng ta phải nắm được một cái lịch, đó là cái lịch của đơn vị vận chuyển thì chúng ta mới tối ưu được. Chắc là hôm nay là chắc chắn là có rất là nhiều các anh chị mà chúng ta nhận được cái lịch này rồi đó. Ok, mọi người đã nhận được lịch này chưa? Hầu như là tất cả những các group đó, thì bây giờ họ đã bắt đầu họ sẽ post cái lịch này lên rồi, mới được lên rồi. Ok, mọi người rảnh thì mọi người thả tim nhiều ra nha, thả tim nhiều ra mình chia sẻ like nhiều ra. Mọi người cho đang hỏi là mọi người có thấy hình slide với lại là mọi người nghe âm thanh hình ảnh mọi người thấy rõ không? Chậu hoa đề co bán ghế làm gì có nhân viên mà chú ý. Thì cái này mình phải làm quen thôi. Chẳng hạn như có nhiều anh chị lần đầu tiên chúng ta kinh doanh, chúng ta bán hàng này, chúng ta không biết được là là chúng ta dịp Tết này chúng ta nên xử lý như thế nào, thì coi như là kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm để chúng ta lần năm sau chúng ta biết đâu chúng ta lên này kia rồi chúng ta có thể là chúng ta sẽ giải quyết được như nào đúng không, đâu ai biết được đúng không. Thì bây giờ chúng ta học trước kinh nghiệm thôi, học trước kinh nghiệm để về sau chúng ta biết cách chúng ta xử lý. Ok chưa? Rồi. Thì cái lịch này á, thì mọi người phải đọc cái lịch này của bên đơn vị vận chuyển này để mà chúng ta hiểu, để chúng ta có kế hoạch chúng ta kinh doanh phù hợp. Thì cái lịch này thì nó được tung ra ngày hôm nay rồi, và mọi người theo dõi trên cái trang mà mọi người theo dõi trên cái trang Seller Center á, thì nó cũng có thông báo rồi, thông báo về cái lịch này. Thứ nhất là cái này là nó sẽ nói cho mọi người biết là thứ nhất là nói về cái tab bên dưới đây trước đi. Tức là cái lịch nghỉ của đơn vị vận chuyển á, là chẳng hạn như là bên GNT họ sẽ nghỉ từ ngày 21 tháng 1 cho đến ngày 24 tháng 1. Tức là ngày 21 tháng 1 thì mọi người xem vô lịch âm này, 21 tháng 1 tức là khoảng ngày 30 Tết á, thì họ sẽ nghỉ tới cái ngày 24 tháng 1 là tầm khoảng mùng 3 là mùng 4 Tết họ sẽ làm lại. Còn giao hàng tiết kiệm hay là best này kia từ ngày 20 là tính chung lại đi, là họ sẽ bắt đầu nghỉ từ 29 Tết cho khoảng mùng 4 Tết gì đó thì họ sẽ làm việc trở lại. Thì đó là ở bên đơn vị vận chuyển. Đó là ở bên đơn vị vận chuyển nha mọi người, thì mọi người phải nắm thời gian họ làm việc như vậy. Còn đối với bên Top Top Shop á, Top Top Shop thì họ quy định như này. Tức là đối với những cái đơn hàng á, mà tạo vào các ngày như hàng 19, 20, 21 tới ngày 26 á, tức là 19 là từ ngày 28 Tết cho đến khoảng chừng tầm ngày 26 là khoảng chừng nào. Như nào? Từ ngày 19, ngày 19 là ngày 28 Tết cho đến ngày 26 là ngày khoảng chừng tầm ngày mùng mùng 5 Tết. Tức là những cái đơn hàng mà tạo từ ngày 28 Tết cho đến mùng 5 Tết ở dưới á, là chúng ta có thể là chúng ta sẽ giao hàng cho đơn vị cung cấp kho vận trước ngày 31 tháng 1. Tức là 1 tháng 1 tức là chúng ta phải giao hàng, có thể giao hàng trước là mùng 9 cho mùng 10 Tết. Ok, mọi người đọc cái này mọi người có hiểu không? Mọi người có hình dung được không? Tức là những cái đơn hàng mà tầm khoảng 28, 29, 30 gì đó thì mình có thể giao cho khách hàng tầm khoảng là mùng 9, mùng 10 á. Chúng ta có thể giao trước cái ngày mùng 9, mùng 10 thôi là nó ok rồi. Thì đây là mấu chốt để chúng ta có thể là chúng ta sắp xếp được cái thời gian nghỉ shop sao cho nó phù hợp. Làm sao chúng ta có thể để chúng ta mở shop, ta tắt off shop gì đó. Hoặc là chúng ta phối hợp với nhân viên này kia theo cái lịch của đơn vị vận chuyển này. Ok, thì cái này thì đang nói cho mọi người hiểu để mọi người đọc hiểu cái bản này á. Và sau đó thì một tí nữa đến cái phần mà tối ưu shop này kia thì đang sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn về cái này. Tối ưu shop, tối ưu làm sao có thời gian mình off shop như nào, mình mở shop như nào cho nó phù hợp. Tết và tiếp theo là cái vấn đề là Tết có nên bật chế độ nghỉ lễ off shop hay là nên duy trì shop hay không. Thì những anh chị nào á mà gọi là chúng ta off shop á, thì đang không nói rồi. Chẳng hạn những anh chị mà chúng ta off shop chúng ta nghỉ á, thì đang không nói. Mà đối với những anh chị mà chúng ta như nào bán xuyên Tết đó, thì chúng ta hãy để ý một số vấn đề sau nha. Chẳng hạn những anh chị mà chúng ta bán xuyên Tết đó, thì chúng ta hãy để ý một số vấn đề sau.
chẳng hạn như là vấn đề về khách về quê nè. Chẳng hạn như những cái người mà chẳng hạn như họ đặt đơn hàng đi, họ đặt đơn hàng mà tầm khoảng là ngày 20 đi, mà nó giao chậm chậm đến ngày 24, thường thường là ngày ngày hàng ngày 24 25 Tết á, dần dần người ta về quê hết rồi đúng không? Dần dần là người ta sẽ về quê hết rồi, thì đôi khi là các bạn giao, đôi khi thì nó sẽ gặp vấn đề là khách nó về quê nó không nhận được, cho nên mình hãy liên hệ với khách là ngày này anh có về quê hay là anh có đi đâu hay không. À, cho nên là vấn đề về hủy đơn hoàn đơn như khách về quê nó cũng khá là nhiều trong cái việc mà cận Tết như này. Hoặc là những cái ngày mà nó cận Tết á, tầm khoảng là ngày 24 25 này kia á, thì mọi người thấy là trong cái lịch này ngày 24 25 á, thì nó vẫn có còn làm việc đâu. Chẳng hạn như là từ ngày nó nghỉ từ ngày 23 20 29 30 nó bắt đầu nghỉ, tức là những cái ngày 20 24 25 26 27 28 thì nó vẫn còn làm việc đúng không? Thì như nào? Đôi khi cái đơn vị vận chuyển á, thì nó sẽ quá tải và nó sẽ không có giao hàng kịp cho các bạn. À, nó không có giao hàng hàng kịp cho mình á. Chẳng hạn như những anh chị nào đã bán hàng những cái dịp Tết năm trước á, thì chúng ta sẽ gặp một trường hợp là đơn vị vận chuyển mặc dù nó lấy hàng nhưng mà nó quá tải, nó không có giao hàng kịp cho khách, cho nên nó sẽ ôm hàng qua Tết nó giao, mà giao qua Tết giao thì cái vấn đề là khách hàng nó mất hết cảm xúc rồi, có khi nó sẽ không muốn nhận hàng nữa. Cho nên là thường thường mình sẽ gặp trường hợp là cuối cái năm á, những cái anh chị mà bán hàng cuối năm á, thì dẫn đến là đầu năm sau á, sẽ bị ôm hàng, sẽ bị như nào, sẽ bị cái tình trạng mà hoàn hoàn hoặc hủy hoàn bơm hàng nhiều á. Thì có anh chị nào gặp trường hợp như vậy không? Chẳng có những anh chị là trường hợp mà những hàng cuối năm vừa rồi chúng ta hay bán hàng quá rồi chúng ta giao hàng cho khách mà bị khách về quê rồi, chẳng hạn như là đơn vị vận chuyển ôm hàng này kia, rồi đầu năm chúng ta nhận được một đống đơn hàng hoàn hàng bơm không? Mọi người có gặp trường hợp này chưa? Ok, mọi người rảnh mọi người giúp đang thả tim nha, mọi người thả tim giúp đang nha. Ok, sửa bỉm, Kim Tham hỏi là em bán bỉm sữa bây giờ không cho Đăng thì cần làm gì, thì một tí nữa những câu hỏi của mọi người á thì Đăng sẽ trả lời nha mọi người. Từ từ những câu hỏi của mọi người từ từ Đăng sẽ trả lời nha. Còn bây giờ thì Đăng sẽ giải quyết cho mọi người cái vấn đề này trước. Rồi, cho nên là mình hãy để ý cái phần này giùm Đăng nha. Đơn vị vận chuyển thường thường là gần cuối năm nó sẽ quá tải và đôi khi nó sẽ không qua lấy hàng luôn. Rồi, một cái nữa thì cái lịch ở trên đây này mọi người lưu ý giùm Đăng nha. Cái lịch ở trên đây á, cái lịch ở trên đây là cái lịch chung nha mọi người chung giùm Đăng nè. Cái lịch ở trên đây là cái lịch chung, là cái lịch nó thông báo chung thôi, nhưng mà như nào, nhưng mà tùy theo, mọi người chung giùm Đăng nè, cái lịch ở trên đây á là cái lịch thông báo chung thôi, nhưng mà tùy theo từng cái vị trí từng cái địa điểm thì nó sẽ có thể là nó sẽ có xử lý khác nhau. Cho nên tốt nhất là như nào, tốt nhất á là bạn biết được ở chỗ cái chỗ mình đang kinh doanh, chỗ mình đang bán hàng á, là cái đơn vị vận chuyển như thế nào á, thì bạn tốt nhất là bạn hãy xin cái lịch bên shipper bên cái shop của mình á. À, thì cái này là nó chính xác nhất, cái này nó chính xác nhất nha mọi người. Thì thường thường là mọi người kinh doanh một cái shop á, thì sẽ có một cái shipper nào đó ở khu vực đó, thì mình nên mình xin liên hệ của shipper đó và sau đó mình sẽ hỏi là shipper đó là như nào, chẳng hạn như lịch Tết như nào, thì họ sẽ trả lời cho mình. Thì cái đó là cái chính xác nhất nha mọi người, cái đó mới là cái chính xác nhất. Cái đó mới là cái chính xác nhất. Chẳng hạn như là một trong những cái shop ở bên Đăng á, một trong những cái shop bên Đăng á, thì ở đây thì nó kêu là từ ngày nó nghỉ từ ngày 21 không, tức là trong khoảng ngày 29 30 ở dưới này nó mới nghỉ này. Nhưng mà shipper ở bên Đăng nó báo, một cái shop bên Đăng nó báo là như nào, shipper một cái shop bên Đăng nó báo là từ ngày 23 trở đi á, là nó không ship ngoại thành. Từ ngày 23 trở đi là nó không có ship ngoại thành, là nó chỉ ship nội thành thôi. Cho nên là những cái đơn ngoại thành là có thể nó sẽ ôm lại, hay là có thể nó sẽ không giao cho khách và nó sẽ hoàn lại, thì Đăng không biết. Cho nên là mọi người tốt nhất á, là mọi người sẽ liên hệ với cái shipper ở bên cái gần cái shop phục vụ shop của mình á, giao hàng shop của mình, mọi người hỏi cái lịch này nó chính xác nhất. Ok chưa? Rồi những anh chị nào bán hàng xuyên Tết đó, thì chúng ta phải để ý thêm một cái việc là chúng ta sẽ tối ưu chăm sóc khách hàng nha mọi người. Tối ưu chăm sóc khách hàng, tức là chúng ta phải nhắn tin, là chẳng hạn khách hàng đặt hàng, tôi nhắn tin là anh chị có về quê hay không, hay là anh chị có cái này có kia hay không, hay là chẳng hạn như là những khách mà đặt hàng trong Tết á, thì phải nói với họ là chị ơi, chị đặt hàng như vậy thì khoảng chừng mùng 9 mùng 10 em mới giao được cho chị á, thì chị có nhận được hàng được hay không, để nói trước cho họ để họ chuẩn bị tinh thần và em có thể tặng thêm quà cho họ. Còn nếu mà không, bạn không nói, thường thường là khách hàng họ nhiều khi một số người họ không có kinh doanh, họ cũng không buôn bán á, thì họ cứ tưởng là bây giờ mình đặt hàng kệ Tết đi, mình đặt hàng là 2 ngày 3 ngày sau sẽ có, nhưng mà họ đâu có biết là chẳng hạn trong Tết này, rồi những cái vấn đề là chẳng hạn như là quá tải này kia, rồi chẳng hạn họ đặt hàng trong Tết thì bắt đầu mùng 9 mùng 10 nè, thì bắt đầu thì có thể là giao hàng cho khách,
hay là khoảng chừng tầm mùng năm kia, theo cái lịch á, theo cái lịch trên đây là khoảng chừng tầm mùng năm này kia thì bên vận chuyển họ làm việc lại rồi, có thể giao rồi. Nhưng mà chị mình có thể giao hàng trễ nhất là khoảng chừng mùng 9, mùng 10. Thì có thể nói cho khách về cái này, nói cho khách về cái này để khách có thể chuẩn bị tinh thần trước, nhắn tin chăm sóc khách hàng, chứ không mà mọi người không có nói kiểu này á là có thể là khách hàng nó tưởng là nó sẽ đặt, nó sẽ có liền á, cho nên nhiều khi là nhiều người họ sẽ gặp tình trạng là họ sẽ bơm này bơm kia. Thì đây là những cái thứ mà cần lưu ý đối với những anh chị mà bán hàng xuyên Tết nha. Bán hàng xuyên Tết chúng ta phải để ý những thứ này về đơn vị vận chuyển, về lịch và nhắn tin trên nhóm Zalo và hỏi về cái chỗ chăm sóc khách hàng, tình trạng khách hàng này kia, để cho họ biết được cái thời gian họ sẽ nhận hàng là tầm bao lâu để họ biết chừng, chứ không mà cứ họ cứ nghĩ là đặt hàng xong là sẽ nhận được ngay là chết. Ok, còn bây giờ chẳng hạn như một cái phần, một cái câu hỏi nữa là chẳng hạn như là bật chế độ nghỉ lễ thì có bị giảm tương tác hay không, hay là cái shop của mình á, cái shop của mình nó có gặp những cái vấn đề gì hay không, thì có ai hỏi mọi người có hỏi con này không, chẳng hạn như là nhiều có ai đang có gặp cái vấn đề này không, chẳng hạn như là mình lúc trước mình cũng bán cho những cái sàn thương mại điện tử khác á, mình thấy là bật cái chế độ nghỉ lễ á, thì nó sẽ bị giảm tương tác của shop hay là ảnh hưởng gì đó, không biết là bên tớ shop nó có như vậy hay không, mọi người có bây giờ mọi người đặt câu hỏi không. Ok, mọi người rảnh mọi người thả tim vô đăng nha, thả tim chia sẻ đồ đông đông người vào ngồi cho nó vui. Em biết giờ này có nhiều anh chị chắc là đi 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 hưởng thụ rồi, hưởng thụ Tết này kia rồi. Ok, mọi người có thắc mắc không? Mọi người thắc mắc thì mọi người comment đi. Ít người comment quá. Comment lên chia sẻ đồ đông đông người vào chém cho nó hay. À mọi người nhớ follow kênh này của Đăng nha. Mọi người nhớ follow kênh TikTok này của Đăng nha. Tại vì thường thường là bây giờ Đăng tối tối đang rảnh rảnh lên sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người, hay là Đăng sẽ xem kênh, Đăng sẽ khám kênh cho mọi người, hoặc là những câu hỏi của mọi người về TikTok và TikTok Shop thì Đăng cũng hay làm, thì mọi người lên đây mọi người hỏi thoải mái. Ok, thì có rất là nhiều các anh chị chúng ta gặp cái vấn đề về câu hỏi về hỏi về chẳng hạn như là bật chế độ nghỉ lễ thì có giảm tương tác shop hay không nè, có ảnh hưởng gì không á, thì thường thường á nếu chúng ta đang kinh doanh trên một cái sàn thương mại điện tử khác á, sàn thương mại điện tử khác á, là sàn thương mại điện tử nào á thì chắc là nhiều các anh chị biết đúng không, chẳng hạn sàn thương mại điện tử khác hay là sàn thương mại điện tử nào chắc là nhiều anh chị kinh doanh ta biết cái này rồi. Sàn thương mại điện tử khác là những cái sàn hạn như là không tiện nhắc ở đây nhưng mà chắc là mọi người cũng biết rồi, mọi người cũng từng mua hàng như đó nhiều rồi. Thì thường thường những cái sàn thương mại điện tử khác đó thì nó cái gọi là cái như nào, cái cách mà khách hàng họ mua hàng á là họ sẽ tìm kiếm theo từ khóa và sau đó nó mới lòi lên sản phẩm đúng không. Chẳng hạn mọi người lên một sàn thương mại điện tử nào đó, mọi người comment, mọi người tìm một cái đèn livestream hay là mọi người tìm tìm một cái gì đó thì nó mới hiện ra sản phẩm và nó mới có traffic khách hàng này kia thì nó mới vô shop mọi người được đúng không. Đúng không mọi người, những cái sàn thương mại khác là như vậy, cho nên là mọi người nghe khi mà chúng ta bán hàng trên những cái sàn thương mại điện tử khác thường thường là chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta bật cái chế độ nghỉ lễ hay là chúng ta chỉnh cái tồn kho của cái sản phẩm chúng ta về không á thì nó sẽ bị mất tương tác và nó bị mất cái độ hiển thị. Tại vì sao? Tại vì người ta tìm theo từ khóa, người ta tìm sản phẩm á, các bạn chỉnh tồn kho về không hay là các bạn chỉnh bật chế độ nghỉ lễ á, thì nó như nào, thì nó như nào ta, thì nó sẽ không có hiển thị sản phẩm của bạn, mọi người vô thì nó sẽ không có hiển thị sản phẩm của bạn và nó dẫn đến một cái chuyện là cái sản phẩm chúng ta đã bị mất tương tác. Đó là đối với những cái sàn thương mại điện tử khác nha mọi người. Ok, có đó là những đối với những cái sàn thương mại điện tử khác, chúng ta chỉnh tồn kho về không hay là chúng ta này chúng ta kia thì nó sẽ, người ta tìm kiếm không ra, thì mọi người hay nói chúng ta là cái đó gọi là mất tương tác hay là giảm giảm tương tác hay là gì đó, bị mất tương tác gì đó, thì đó là cái đó. Thì đó đối với những cái sàn thương mại điện tử khác là như vậy, mọi người nhớ không, đối với những cái sàn thương mại điện tử khác là như vậy nha. Còn đối với sàn Top Shop là như nào, đối với sàn Top Shop thì nó có giống như những cái sàn thương mại điện tử khác hay không. Ok, đối với sàn Top Shop thì nó có giống như những cái sàn thương mại điện tử khác hay không, ví dụ cho mọi người nha. Đối với Top Shop á, thì cái traffic đến từ đâu, ok, cái traffic đến từ đâu, mọi người nhớ nha, Top Top Shop nó được liên kết, Top Shop á, là cái nơi mà chúng ta đăng sản phẩm, chúng ta quản lý tài chính, rồi chúng ta làm những cái chương trình về marketing này kia, ok, quản lý đơn hàng này kia, thì đó là Top Shop. Ok, và Top Shop nó được liên kết với kênh Top Top, mọi người vô Top Shop nó sẽ được liên kết với kênh Top Top, ok, và sau đó thì từ cái kênh Top Top đó nó sẽ lòi ra một cái traffic gọi là lưu lượng truy cập á, thì cái kênh Top Top chúng ta phải làm video đúng không, chúng ta phải làm video, chúng ta ghim giỏ hàng để khách hàng có thể mua hàng được, ok, hoặc là chúng ta sẽ làm livestream để chúng ta ghim sản phẩm, đang quên ghim sản phẩm này. Ví dụ như chúng ta sẽ làm livestream, chúng ta ghim sản phẩm đúng không? Nãy giờ không có ghim sản phẩm. Ví dụ chúng ta sẽ làm livestream, chúng ta sẽ ghim sản phẩm lên này. Thì cái traffic nó thông qua kênh TikTok đó mọi người. Chẳng hạn như chúng ta
làm chúng ta chạy quảng cáo gì đó, chúng ta ghim sản phẩm, hay là chúng ta sẽ book KOC, hay là chúng ta sẽ làm video affiliate gì đó, thì đó là thông qua cái việc như là mọi người thông qua là cái việc là cái traffic nó đến từ kênh TikTok. Cho nên mọi người phải hình dung một cái việc á, là cái TikTok shop á, nó chỉ là nơi để chúng ta quản lý đơn hàng và đăng sản phẩm này kia thôi, còn có traffic hay không, mất traffic hay không á, là nó phụ thuộc vào kênh TikTok của mình. Mọi người có hiểu không? À, tại vì nếu bây giờ không có kênh, mọi người hình dung nha, nếu bây giờ không có kênh TikTok á, thì làm sao có traffic kéo về TikTok shop bây giờ. Cho nên là cái việc mà bật chế độ nghỉ lễ này kia có giảm tương tác TikTok shop hay không á, thực ra thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đâu mọi người, trừ khi là cái kênh TikTok mọi người nó bị mất tương tác, mọi người không làm video, mọi người không làm livestream, hay là mọi người không chạy quảng cáo, mọi người không làm gì cả, thì nó sẽ bị mất tương tác, là mất tương tác kênh laptop. Thì giống như là kênh laptop giống như là một cái con đường nó dẫn đến cái shop mọi người á. Ok, mọi người có hiểu này không? Cho nên là vấn đề là mọi người bật cái chế độ nghỉ lễ nó bình thường. Mọi người nhớ nha, hình dung nha, bật cái chế độ nghỉ lễ á, bật cái chế độ nghỉ lễ á, là cái sản phẩm chúng ta nó sẽ được set về không. Giống như là nó sẽ báo là sản phẩm bán hết, giống như là chúng ta cái giống như là cái việc chúng ta chỉnh tồn kho về không, mọi người hình dung không? Nó sẽ báo là bán hết, giống như cái việc là chúng ta sẽ chỉnh tồn kho về không vậy. Cho nên là các bạn chỉnh tồn kho về không á, thì nó sẽ khi chúng ta vào một cái TikTok mà là một cái video đó, chúng ta bấm vào chỗ hàng thì nó báo bán hết thôi, nó đơn giản như vậy. Ok chưa? Cho nên là cái việc mà bật chế độ nghỉ lễ á, thì nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái số của bạn, trừ khi là cái kênh của bạn nó còn đăng video, không còn làm livestream, không còn chạy quảng cáo, là không còn lên tương tác gì cả, thì nó mất tương tác, là mất tương tác từ kênh TikTok chứ không không phải là mất tương tác từ TikTok Shop nha mọi người. Mọi người phải hình dung nha. Ok chưa? Và traffic của TikTok Shop nó sẽ đến chủ yếu từ kênh TikTok, là thông qua bạn làm video, làm livestream, các bạn chạy quảng cáo rồi kia các bạn kéo vào. Ok chưa? Thì nhìn chung á, lúc trước á thì nó không ảnh hưởng mấy đâu mọi người. Không ảnh hưởng mấy, chỉ cần mọi người cái kênh TikTok mọi người còn làm video, còn làm livestream hay là còn tương tác này kia thì nó vẫn kéo vào cái traffic vào TikTok Shop, nó vẫn còn tốt. Nhưng bây giờ nó có một cái á, là như nào mọi người? Bây giờ có phần tìm kiếm cửa hàng. Có cái phần tìm kiếm này. Mọi người lưu ý nha, khi chúng ta bật cái chế độ nghỉ lễ á, là video cái sản phẩm của chúng ta sẽ bị báo hết hàng nha mọi người. Tất cả những cái video hay tất cả những cái livestream hay là những cái video affiliate của shop chúng ta nó sẽ báo hết hàng hết. Ok chưa? Và nó có ảnh hưởng cái khúc này nè, ảnh hưởng cái khúc này mà nó đang nghĩ nó cũng khá là quan trọng, tức là cái phần mình tìm kiếm cửa hàng á. À, bây giờ nó sẽ ra top shop nó đang tối ưu á, và đang nghĩ là năm sau nó sẽ ra một cái tính năng là shop tab mọi người. Shop tab là cái phần tìm kiếm, nó cũng giống như cái phần bên top shop vậy. Chẳng hạn như là khi đang ví dụ là đang sẽ mọi người sẽ vào cái trang một cái kênh TikTok mọi người á. Mọi người vào cái kênh TikTok mọi người nè, và sau đó mọi người vào cái phần gọi là mọi người sẽ vào cái tab là chẳng hạn như là đèn livestream đi. Đèn live, mọi người sẽ tìm kiếm một cái đèn livestream gì đó thì nó sẽ xuất hiện những cái video của mọi người đây nè, chẳng hạn đây là một trong những cái video có đăng này, một cái đèn mà đèn livestream nhỏ này thì nó xuất hiện ở đây. Và khi chẳng hạn khi người ta bấm vào cái video này á thì người ta sẽ xem được cái sản phẩm của bạn đúng không? Xem sản phẩm của bạn đúng không? Mà nếu mà cái sản phẩm của bạn mà nó hết hàng thì nó báo hết hàng thôi, thì khách hàng nó không đặt được thôi. Đúng không? Nhưng mà có một tab ở đây á, nó cũng khá quan trọng là tab cửa hàng nè, tab cửa hàng nè. Thì cái tab này á, cái tab này là như nào? Thì cái tab này nó sẽ hiển thị sản phẩm của bạn trên đây luôn. Chẳng hạn như là bạn tìm cái đèn livestream thì nó ra một cái trong những cái đèn bên shop của đăng này. Thì nó để là chẳng hạn như là cái đèn này có lượt bán là bao nhiêu, số sale là bao nhiêu, là kiểu như vậy, nó sẽ hiển thị như vậy. Và nó sẽ bị mất traffic, là nó sẽ bị mất traffic chỗ này. Tức là khi bạn bạn xét về tồn không mà nó nghĩa là nó sẽ không hiển thị ở cái tab này thôi. Còn cái video thì nó vẫn hiển thị nha mọi người. Cái video nó vẫn hiển thị, mọi người đăng video, mọi người có để chữ là đèn livestream này kia thì nó sẽ hiển thị ở đây. À, nó sẽ hiển thị ở đây nha mọi người. Và nó mất traffic là mất traffic cửa hàng này. Ok. Cho nên khi chúng ta bật bật hay tắt cái chức năng về về chế độ nghỉ lễ thì chúng ta phải hiểu bản chất của nó ở đúng thời điểm, như đúng thời điểm hiện tại là nó như vậy. Nó mất traffic là mất cái này thôi, còn mọi người tìm ra thì video và kênh của mọi người nó vẫn hiển thị bình thường, nó chẳng có thay đổi gì cả. Ok, nó thật ra là như vậy. Rồi. Mọi người có hiểu đến đây, mọi người hiểu không? Đến đây mọi người có hiểu không? Mọi người còn còn thắc mắc gì không? À, cái việc mà bật chế độ nghỉ lễ thì thật ra thì nó chỉ báo là hết hàng sản phẩm thôi, với lại nó sẽ ảnh hưởng một tí vào cái phần bị không hiển thị sản phẩm của bạn ở đây thôi. Còn những cái video, những cái livestream mà là những cái gì đó thì nó vẫn hiển thị bình thường. Những cái video của bạn đã ghi sản phẩm nó vẫn hiển thị, nhưng mà nó sẽ báo hết hàng thôi. Và có một cái nữa là nó ảnh hưởng ở chỗ này nè, người ta sẽ tìm cửa hàng của bạn ra không được thôi, chỗ này. Ok, mọi người nghe đến đây mọi người có lọt được cái hiểu hôm nay không? Mọi người nghe đến đây mọi người có lọt được cái hiểu không?
Thật ra traffic nó không mất đâu mọi người. Traffic nó mất từ khi là mọi người không làm video, không còn làm livestream, không còn làm gì cả thôi. Thì nó dần dần nó sẽ mất tương tác ở kênh laptop thôi. Còn tới shop nó chỉ mất ở cái chỗ là mất cái hiển thị cái sản phẩm này thôi à. Chứ nó không mất gì cả. Tại vì mình shop về không thì nó đâu hiển thị cửa hàng đâu. À, mọi người có hình dung mọi người hiểu không? Ok, thì bây giờ thì sau khi mọi người hiểu được cái này rồi, thật ra là traffic đến từ kênh laptop, còn laptop shop thì nó chỉ là một cái nơi để bán hàng thôi và nó hiển thị cái ở đây thôi. Và nó nghĩ là sau này nó sẽ ra một cái gì đó là giống như những cái sàn thương mại điện tử khác là có tìm kiếm từ khóa, thì đến lúc đó chúng ta sẽ tính sau, năm sau sẽ tính sau. Còn năm nay mọi người hiểu đến đây là được rồi. Ok, còn cái việc và tối ưu cửa hàng shop trong thời gian nghỉ lễ á. Ok, tối ưu cửa hàng, cái phần về tối ưu cửa hàng shop trong thời gian nghỉ lễ á thì mọi người hãy hình dung như vậy giùm đăng à. Mọi người hình dung như này giùm đăng. Chẳng hạn chúng ta sẽ tận dụng cái lịch vận chuyển của bên thằng Top Shop để chúng ta có thể set up cái thời gian off shop và thời gian mở lại cho nó hợp lý. Thì quay lại cái lịch ở trên đây nè, thì mọi người thấy là cái lịch ở trên đây nha. Thì mình nhìn chung là tất cả những đơn vị vận chuyển á, thì họ sẽ off từ ngày 20 đi. Từ ngày 20 đến khoảng 29 Tết thì họ sẽ bắt đầu họ off đúng không? Họ bắt đầu họ off đúng không? Thì ngày 29 Tết này. Nhưng mà có một vấn đề á, nhưng mà có một vấn đề như sau là tại vì cuối năm thường là mọi người nãy đang nói, chia sẻ với mọi người là mọi người bên hỏi bên đơn vị vận chuyển bên của mọi người á, mọi người hỏi là họ từ ngày 22-23 thì có ship ngoại thành hay không, hay là ship nội thành hay không, hay là ship ngoại thành hay không, thì mọi người phải hỏi cái này cho nó kỹ nha, thì mọi người mới biết được từng khu vực của mình cụ thể như nào. Ok, còn để tối ưu á thì chúng ta tận dụng cái này thôi. Chẳng hạn có nhiều bạn thì đang thấy là họ sẽ có một cái lịch nghỉ rất là hay. Chẳng hạn như là họ sẽ tận dụng được cái này. Chẳng hạn như là những cái ngày á, những cái đơn hàng á mà từ ngày 19 nè. Tức là ngày 19 tức là ngày 28 Tết á, là họ sẽ giao cho khách hàng trễ nhất là từ ngày mùng 10 Tết, là có thể mùng 9 mùng 10 có thể là giao cho khách được rồi. Bắt nhỏ nhỏ chứ bảy. Ok chưa? Thì từ ngày họ sẽ tận dụng cái này nè, thì họ có thể họ bán tầm khoảng là ngày 21, 22 gì đó họ sẽ up shop. Họ sẽ up shop tầm khoảng là vài ngày và đến ngày khoảng chừng tầm ngày 28, 29 gì đó. Tại vì khi mà mọi người bán ở cuối năm nha, mọi người bán mà nó trước ngày 29 Tết nè, tức là những cái đơn hàng mà trong ngày 29 này á, thì mọi người có thể giờ đến khoảng chừng tầm mùng 9 mùng 10 âm lịch ở dưới á, thì mọi người có thể là mọi người giao cho khách cũng được. Còn những cái đơn hàng mà chẳng hạn mọi người trong ngày 28 này, thì nó sẽ gặp cái trường hợp ở trên đây là khách nó về quê hay là đơn vị vận chuyển nó bị quá tải, dẫn đến là mọi người sẽ bị ôm hàng trở lại luôn á. Cho nên là nhiều bạn á thì họ có một kế hoạch là họ sẽ bán hàng tầm khoảng ngày 22, 23 gì đó họ sẽ nghỉ, họ sẽ bật chế độ nghỉ lễ để cho cái đơn, hay là họ chỉnh tồn kho về không á, thì để cho cái shop của mình nó người ta đặt hàng không được. Và đến ngày 19 nè, 19 là tầm khoảng ngày 29 Tết thì họ bắt đầu họ sẽ bật cái shop họ lên lại. Họ bật cái shop họ lên lại và họ có thể là nhiều cái shop thì họ sẽ bán trong cái thời điểm này luôn. Cái này là quan điểm cá nhân thôi, mọi người thử ứng dụng nha. Là chẳng hạn như là ngày 29 Tết thì họ có thể bật cái shop họ lên lại và họ làm video và họ gắn sản phẩm này kia, rồi họ làm livestream họ bán bình thường. Chẳng hạn như mùng 1 Tết lên làm livestream về ưu đãi tặng quà cho khách hàng. Thì mình có thể kéo tương tác kiểu như vậy. Và những cái đơn hàng mà từ ngày 19 này nè, tức là ngày 19 đó, tức là ngày khoảng chừng tầm 28 Tết á, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 1 này, tức là khoảng chừng tầm ngày mùng 10 Tết chúng ta giao cũng được. Thì đó là cái kế hoạch để chúng ta tối ưu. Những anh chị này mà chúng ta muốn off shop á, thì chúng ta có thể là ngày 21, 22, 23 chúng ta có thể off, để tránh là cái việc quá tải vận chuyển cuối năm, hay là khách hàng nó về quê nó nhận hàng không được này kia. Ok, và sau đó thì chúng ta có thể là ngày 29, 28, 29 chúng ta mở shop lại để chúng ta có thể bán trong Tết luôn. Tại vì bán trong Tết thì ngày 19, mùng 10 chúng ta mới có thể giao cho đơn hàng cho khách mà. Thì chúng ta có thể kéo dài thời gian được. Còn những cái ngày sau thì nó đâu kéo đâu. Đúng không mọi người? Ok, thì đó là cái phần mọi người có thể tham khảo. Thì cái này là mọi người có thể tham khảo đó. Đó là thời gian mà off shop với thời gian mở shop lại. Còn những anh chị nào bán xuyên Tết thì đang không nói rồi. Bán xuyên Tết thì cứ mở thoải mái thôi. Còn những anh chị nào mà muốn tránh mà bị bơm hàng nhiều, muốn tránh là khách về quê này kia đang bị vận chuyển quá tải, thì tôi nghĩ là tầm khoảng ngoài 20 mọi người thay ọp tầm khoảng là 28 Tết, mọi người bật cái cửa hàng của mình lên lại, thì mình có thể là livestream mình bán mình hàng bình thường. Thì thật ra thì cái traffic, mọi người hình dung nha, cái traffic của Top Shop á, là nó cái traffic nó từ đâu, cái traffic nó sẽ từ cái kênh TikTok của mọi người. Cho nên là Tết thì đang khuyên là mọi người vẫn làm video, mọi người vẫn like nha. Lâu lâu mọi người mùng 1 Tết mọi người có thể livestream, mọi người chào khách hàng, rồi mọi người có thể là mọi người sẽ tặng khách hàng một vài món quà này kia. Để mình làm video mình chúc mừng, hay là một vài cái video để kéo tương tác này kia. Và mình làm video mà làm mình lâu lâu mình có thể là làm cái livestream trong những ngày Tết. Chứ bây giờ mà bạn cái shop của bạn là shop mới mà các bạn chưa có thương hiệu, các bạn chưa có nhiều fan á, là chúng ta up lâu quá rồi đôi khi nó sẽ bị giảm tương tác và đôi khi khách hàng nó sẽ quên mình luôn á.
cho nên là mình có thể là trong Tết là mình có thể là mình sẽ cái kế hoạch mà ập mở shop này kia thì nãy đang có nói rồi, và mình có thể là làm thêm video, mình có thể là làm thêm video, mình có thể làm thêm livestream để mình có thể là tặng quà cho khách của mình ngày Tết này kia để giữ tương tác của cái kênh nha mọi người. Còn mọi người ập mà tôi hàng ập mà ập Tết mà mọi người nghỉ từ khoảng ngày 20 cho đến khoảng mùng 10 Tết, nghỉ 20 ngày là mở lên là bây giờ mọi người thấy không còn gì cả. Ok, đó là toàn bộ cái nội dung của video ngày hôm nay. Và đang có một nhóm Zalo là Không Có Tốt Shop á, chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất của TikTok và TikTok Shop, kiểu như vậy nè. Và đang có hay làm những cái Zoom và những cái livestream chia sẻ và hồi đáp trực tiếp cho mọi người á. Những anh chị nào muốn vào để cập nhật thông tin á thì chúng ta có thể vào cái nhóm này nha. Thì cái link nhóm Zalo này đang sẽ để ở cái phần comment đầu tiên của video này luôn. Các anh chị có thể vào. Nếu mọi người thấy video này hay có thể cho Đăng một like, một đăng ký kênh để theo dõi những cái video chia sẻ mới nhất của Đăng về TikTok và TikTok Shop nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.